Chắc là mùi nước hoa Chanel thật. Chắc là mùi nước hoa sẽ tiết thương. Sẽ làm rác cả bóng phòng này. Sữa tắm trắng Milana phải nói là chỉ có hai thứ là tuyệt vời về hương thơm cũng như về chất lượng của sản phẩm. Cái này chắc hẳn rằng là ai cũng biết sẽ vô cùng yêu thích nó. Tôi quyết định lựa chọn sản phẩm này là sản phẩm chăm sóc cho gia đình. Có thể nói sản phẩm Milana là sản phẩm thơm mềm mát mịn mà quý khách hàng không nên bỏ qua cái sự lựa chọn của cái sản phẩm này. Sữa tắm tinh dầu thuộc đó tinh chất vàng, sự với mình thì cảm nhận thơm, sạch và mát. Cái cảm nhận đầu tiên khi dùng cái sữa tắm này là tôi cảm thấy nó rất là sạch, không có bị nhớt, và thứ hai sờ vào da nó rất là láng mịn và đặc biệt là rất là thơm. Cái sữa tắm này thơm lắm mọi người ơi, tất cả chị em mình cùng nhau dùng nhá, tắm sáng trắng mịn. Sữa tắm này người đầu tiên mà thích đó chắc chắn là chồng tôi, bởi vì chồng tôi là một người rất ưa hương thơm và rất thích những cái đồ thơm đó, và tôi sẽ tắm hàng ngày để được thơm nhất. Khi thì mình được dùng sữa tắm thơm đỏ này mình cảm thấy rất là thích cái mùi thơm của sữa tắm, nó thơm mát và nó lưu lại trong cơ thể mình được mấy tiếng rồi. Sữa tắm trắng tinh dầu thơm đỏ rất thơm và rất mịn. Trong các loại sữa tắm mà tôi đã từng sử dụng thì đây là loại tôi hài lòng nhất, và tôi xin dành 2 từ cho cái dòng sữa tắm này là rất tuyệt vời ạ. Sau khi tôi sử dụng sản phẩm này thì tôi thấy nó rất mềm mịn và tôi cảm nhận được 2 từ là rất tuyệt vời ạ. Ôi thật tuyệt vời mọi người ạ, thực sự là rất là thơm luôn ạ, tôi rất thích. Trong gửi thơm, rất thơm, rất mịn mà sở mịn cực kỳ luôn. Rất yêu. Bí quyết giữ lửa nơi phòng the. Sau khi được sử dụng sữa tắm tinh dầu thông đỏ của Liliala, tay tôi mềm hơn, mịn hơn, và cơ thể tôi thì giữ hương thơm cả ngày với hương thơm nồng nàn của nước Pháp. Phê lắm luôn ấy. Trắng thông đỏ Liliala sạch sâu, thơm, rất là tuyệt vời. Nghe tin rằng với cảm nhận của mình thì sữa tắm trắng tinh dầu thơm đỏ hương nước hoa Pháp của Liliala sẽ làm cho cả nhà bạn hài lòng, từ người già đến em bé. Bạn hãy thử xem. Sữa tắm tích trắng tinh dầu thơm đỏ của Liliala rất là thơm, mềm và mịn. Rất tuyệt vời ạ. Sữa tắm trắng tinh dầu thơm đỏ của Liliala giúp da chúng ta mềm mịn, thơm và rất là sạch. Wow, thơm quá. Sữa tắm trắng Liliala tinh dầu thơm đỏ, sau khi tôi trải nghiệm thì da trắng, thơm mềm mịn hơn. Tôi yêu Liliala. Tôi có cảm nhận rất chi là yêu sản phẩm và được sản phẩm có mùi thơm quyến rũ. Wow, rất tuyệt vời. Đảm bảo sẽ lưu hương hoa suốt 8 tiếng trong quá trình sử dụng một lần. Các bạn cùng trải nghiệm nhé. Sữa tắm trắng tinh dầu thơm đỏ sạch, mềm và mịn. Cảm giác của tôi thì rất là mềm, mịn, thơm thì quyến rũ vô cùng, tuyệt vời. Sữa tắm tinh dầu thông đỏ của Liliala giúp da mình mềm, trắng, sáng với hương nước hoa Pháp thật quyến rũ làm sao. Sữa tắm trắng tinh dầu thông đỏ, sự lựa chọn hoàn hảo của tôi, và tôi khẳng định rằng đây là sữa tắm số 1 Việt Nam. Tuyệt vời các bạn ạ. Khi mà mình dùng cái sản phẩm này thì mình cảm thấy cái sữa tắm Liliala này khó có thể diễn tả bằng lời luôn. Nó sạch tinh, nó thơm, mà nó cảm giác như là khi mà tắm xong mình cảm giác là mình rất là quyến rũ ấy.
đấy, mình chỉ có cái cảm giác là thật sự là khó mà diễn tả được, và mình nghĩ rằng là với cái sản phẩm sữa tắm này thì không có gì thay thế được nữa, có lẽ là mình dùng đến hết cuộc đời mình luôn. Xin cảm ơn Liana.